Mũi đâu rồi ta? Mũi đâu rồi ta? Sao tìm thấy cái pho bơi ở dưới nhà kìa? Trời ơi, pho bơi gấu bông không? Gấu bông không mũi ơi, mũi đâu rồi? Ra đây tắm thú bông nè mũi ơi. Tắm với mấy bạn thú bông nè, có pho Mũi bơi nè. Mũi đâu mất tiêu rồi ta? Cái gì vậy? Cái gì nhúc nhích ở ngay gấu bông vậy? Hình như có cái con gì dưới đây nè mà gấu bông đè quá lên không được hay sao á. Kiếm coi. Nhúc nhích quá trời luôn. Ơi đâu trời ơi ơi ơi, nhìn nè nhìn nè, ngồi dậy được không? Trời ơi, gấu bông nó đè sao mà dẹp đẹp ở dưới đây luôn, dậy được không? Đè quá trời đè ở dưới này á, nó không có lên được, nó không có lên được nè, cho con này nữa nè. Wow, rồi ngồi dậy đi muội ơi. Trời ơi, dậy đi con. Nãy giờ lên không được á hả? Nghe tiếng mẹ kêu không? Không luôn hả? Ngồi dậy đi. Nghe tiếng mẹ kêu phải nói, dạ con ở đây nè. Mẹ mới biết, biết không? Quá trời gấu bông các bạn ơi. Ui. Này giống giống như mụi chơi nhà banh nhà mà gấu bông. Mụi ra đi, mụi ra rồi mụi nhảy vô mụi. Để lên. Đi tèo ra, tèo ra. Tèo ra rồi vô như gấu bông vậy đó. Trời ơi, Mão cũng muốn kìa. Mão nói Mão cởi áo, Mão đi bơi nữa nè. Mão cũng muốn đi bơi nữa cậu bạn. Mão thấy mụi bơi. Rồi ra, ra, ra rồi nhảy cái bụp vô. Trời ơi, gấu bông không. Rồi, nhảy vô. Một, hai, ba. Ây, trời ơi, nó êm, nó đã gì đâu. Đã hơn chơi nhà hơi nữa, phải không? Nhảy vô, nhảy vô, nhảy vô. Hai, ba. Ôi ôi, y như nhà hơi vậy, đã ghê luôn á cậu à. Mão khoái rồi, mão khoái rồi đó. Mão khoái dữ rồi. Rồi, uống trà sữa luôn. Rồi, bye bye các bạn luôn. Bye bye các bạn. Rồi, bye bye các bạn. Ôi, mũi có nhà hơi bằng thú bông đã quá à. Làm sao? Cho anh hai chơi không?